dân. Đây cũng là một trong những tiêu chí. Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm chị và các bạn thực hiện văn bản số 1349. Chỉnh chu, sắc phóc hơn người. Đó là những ấn tượng mà khán giả thường thấy ở những người làm công tác phát thanh viên truyền hình. Phát thanh viên thì tôi suy nghĩ mới đầu là những người đứng trước công chúng, họ rất là dạn dĩ. Thứ nhất là họ trang điểm được rất là đẹp. Họ nói, anh nói rất là lưu loát, hầu như là không bấp. Không biết đằng sau hỗ trợ gì thì mình không biết, nhưng mà trước mắt là như vậy. Em thấy họ là những người tài năng, xinh đẹp, giỏi. Họ cũng phải hội đủ được rất nhiều cái yếu tố, tức là cái khả năng ăn nói và cái cách thể hiện trước mọi người. Thực tế, để có một buổi lên hình thành công trong một chương trình, phát thanh viên sẽ cùng làm việc với cả ekip, đạo diễn, kỹ thuật viên, phóng viên để nắm bắt thông tin mà phát thanh viên sẽ thể hiện và đồng thời phối hợp ăn ý với đạo diễn trong suốt quá trình lên sóng. Sau khi nhận được kịch bản của đạo diễn thì chúng tôi phải đọc lượt qua cũng như là xem xét lượt qua cái kịch bản cần những điều gì để biên tập lại để khi lên phát sóng trực tiếp thì không gây ra lỗi nào chính tả hoặc là như lỗi về ý nghĩa của tin. Khi mà chuẩn bị bước vào chương trình trực tiếp thì cần sự tập trung của một ekip gồm kỹ thuật cũng như là quay phim và phát thanh viên như tôi. Chương trình được phát ra cũng như là được thành công thì chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Là nghề như bạn trẻ mơ ước, nhưng để trở thành một phát thanh viên chuyên nghiệp, bản lĩnh và ghi dấu ấn trước khán giả không phải là chuyện đơn giản. Là một người trẻ tuổi thì cái sự trải nghiệm và sự lĩnh hội kiến thức từ xã hội thì còn có nhiều cái hạn chế hơn so với những anh chị đi trước rất là nhiều. Chính vì thế mà em vẫn luôn phải trau dồi thêm kiến thức bằng cách là đọc báo, xem những cái thông tin trên TV, những cái thông tin chính thống để có thể là cập nhật thêm, lĩnh hội thêm kiến thức bên ngoài để mình có thể là từ đó mà khi mình tiếp nhận một cái thông tin nào đó thì mình có thể truyền đạt đến cho người dân để người dân có thể là hiểu rõ đúng ý nhất và chính xác nhất những cái thông tin mà mình muốn truyền tải đến. Làm việc nghiêm túc, tránh tối thiểu sai sót trong mỗi lần lên sóng. Đó là những áp lực không nhỏ đối với những người làm công việc này. Nhưng lúc công việc hoàn tất, họ cũng như bao người cũng có những phút vui tươi và hài hước cùng đồng nghiệp. Công việc chính của Quỳnh Thư là dẫn chương trình thời sự, cho nên là đòi hỏi một cái sự nghiêm túc và một cái sự chỉnh chu cần thiết trong công việc. Nhưng mà ngoài đời thì Quỳnh Thư cũng như mọi người thôi, Quỳnh Thư rất là vui vẻ và hòa đồng với các bạn. Không nghề nào là dễ dàng nếu như không có sự rèn luyện, học tập và đam mê. Nghề phát thanh viên truyền hình cũng vậy. Để có hình ảnh đẹp, phong thái tự tin và trên hết là thể hiện những bản tin, những chương trình truyền hình một cách chuyên nghiệp đến với khán giả. Những người làm công việc phát thanh viên truyền hình đã và đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện mình, góp một phần không nhỏ cho sự thành công của mỗi chương trình truyền hình của địa phương. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Hợp tác xã còn tích cực phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức nhiều đợt tập huấn chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật giúp bà con nông dân